England, ớn lạnh, hay bỗ bã hơn là Anh lợn. Nói chung có muôn vàn cách để người ta đánh giá Tam Sư. Đại khái là một đội bóng toàn sao, nhưng ra đấu trường lớn thì chỉ đóng vai FC diễn viên đẹp mã, chứ không đem về được thành tích nào nổi bật. Ớn lạnh của Gareth Southgate thì phần nào đáp ứng được cơn khát vị thế của người hâm mộ nơi đây. Họ có lần đầu tiên vào đến chung kết của một kỳ Euro, và trước đó thì cũng vào tới bán kết của một kỳ World Cup. Đó là bước cải thiện vị thế rất đáng ngợi khen mà bất cứ người hâm mộ nào cũng khó lòng có thể phán xét phong cách bóng đá tù mù của thầy cửa Nam. Trước thềm Euro 2024, mỗi đội bóng sẽ có một số lượt trận giao hữu quốc tế nhằm chọn ra bộ khung tốt nhất. Ấn lạnh của Gareth Southgate thì cũng đã được công bố dàn nhân sự với những cái tên phù hợp có, quen thuộc có, mà lạ lùng thì cũng có. Vị trí nhàm chán nhất thì đích thị là thủ môn, có Aaron Ramsdale, Sam Johnston và Jordan Pickford. 100% Pickford sẽ được bắt chính, một thủ thành đang bắt cho một đội bóng đang xếp ở nhóm cận kề với điểm đen xuống hạng, bởi vì thầy cửa Nam thích kiểu ăn chắc mặc bền, một thủ thành có kinh nghiệm, có thâm niên và nói chung là phản xạ tốt thay vì những khía cạnh của bóng đá hiện đại như là chơi chân giỏi, phối hợp tốt. Anh có những cú phất dài chính xác để chuyển trạng thái trong cách chơi, nhưng về khoản truyền ngắn với những đồng đội, tự tin trước áp lực thì quả thực là không dám chắc. Nhưng mà thôi, dù sao thì Aaron Ramsdale người hâm mộ cũng đều chứng kiến điều gì diễn ra trong trận gần nhất rồi. Nick Pope thì chấn thương, ông còn lại thì hiển nhiên là thủ thành xếp vào cho đủ đội. Chuyển sang hàng phòng ngự, đó là những cái tên sau đây: Gerard Braithwaite, Ben Chilwell, Lewis Dunk, Joe Gomez, Ezri Konsa, Harry Maguire, John Stones và Kyle Walker. Hàng hậu vệ 4 người mà Southgate thường xuyên sử dụng, nó sẽ là Walker, Stones, Harry Maguire và Luke Shaw, tức là màn hợp thể giữa hai nửa thành Manchester, bất kể phong độ của họ tại câu lạc bộ có là như thế nào đi chăng nữa. Nhưng mà Shaw ú gặp chấn thương mất rồi. Có cả Kieran Trippier cũng rơi vào trường hợp tương tự. Nó khiến cho khu vực trung lộ khả năng cao vẫn là hai hòn đá tảng là Stones và Harry Maguire. Còn hai hành lang cánh sẽ là sự cạnh tranh giữa Ben Chilwell, Joe Gomez, Konsa hay Braithwaite. Cũng sẽ là hoàn toàn có khả năng phải đá rộng hơn so với thường lệ. Hàng phòng ngự của tuyển Anh vì thế sẽ không được đánh giá cao, nhất là khi phải đối đầu với Brazil và tuyển Bỉ trong những trận giao hữu sắp tới. Southgate cũng có gọi Ben White của pháo thủ, nhưng mà qua lời của ông thầy này thì chân chạy cánh của Arsenal có vẻ đã từ chối đề nghị đó. Đó là một sự xấu hổ lớn. Anh ấy là một cầu thủ mà tôi thực sự thích, một cầu thủ mà chúng tôi đã đưa đến Euro khi anh ấy ở Brighton năm 2021, một cầu thủ mà chúng tôi đã đưa đến World Cup 2022. Tôi đã nói chuyện với anh ấy sau giải đấu ở Qatar bởi vì tôi rất muốn lựa chọn, nhưng rõ ràng có sự dè dặt ở phía anh ấy. Tôi không biết đầy đủ tại sao lại như vậy, nhưng tôi phải tôn trọng điều đó. Tôi muốn để ngỏ cánh cửa cho anh ấy bởi vì Ben White là một cầu thủ giỏi, có thể tạo ra sự khác biệt cho đội tuyển Anh, nhưng anh ấy hiện không sẵn sàng cho chúng tôi. Cái này thì cũng dễ hiểu thôi. Ông gọi Ben White lên từ tháng 6 năm 2021, cho cầu thủ này 4 lần ra sân nhưng không một lần xuất hiện trong những giải đấu lớn. Mà khi anh đang góp công lớn giúp cho Arsenal có được vị thế như thời điểm này, lại tiếp tục phải ngồi im trên khán đài trong hai lượt trận kế tiếp thì ai mà chịu nổi. Chuyển sang tuyến giữa, nơi tràn ngập mùi tiền với Jude Bellingham và Declan Rice chắc chắn sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát. Khỏi phải bàn về tầm ảnh hưởng của hai nhân tố này đến đội bóng của mình. Về phía cậu Jude, anh đang là một tín ngưỡng mới tại Real Madrid, là linh hồn mới trong cách chơi của họ và đang chinh phạt những giải đấu lớn bằng một nét rất riêng của mình. Jude Bellingham thì chính là bản hợp đồng 100 triệu euro đắt sắt ra miếng của Real Madrid để hoàn thiện một bộ khung gồm những cầu thủ trẻ tuổi, có chung tần số và hoàn toàn có thể tạo nên một triều đại thống trị bóng đá lục địa già trong dài hạn. Về phần Declan Rice, anh liên tục trục vớt Arsenal với những pha lập công quyết định đến chiến thắng, cũng là một trong những lý do quan trọng để thầy trò Mikel Arteta đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League sau 28 vòng đấu, là đội duy nhất tính đến thời điểm này có được 20 chiến thắng. Họ cũng vừa mới vượt qua FC Porto trên chấm luân lưu ở vòng 16 đội tại Champions League, qua đó có lần đầu tiên tiến đến loạt trận cho 8 đội mạnh nhất sau 14 năm chờ đợi. Và điểm khác biệt của thầy trò Mikel Arteta so với thất bại ở mùa trước thì nằm phần nhiều ở tuyến giữa. Không có một Partey thất thường, không có một Xhaka tuy bền bỉ nhưng không tác động nhiều được vào đầu ra bàn thắng. Ở đó có một Jorginho vững vàng, một Kai Havertz hoàn toàn có thể đá lùi sâu linh hoạt và một Declan Rice đang tiến hóa dần với vị trí số 8. 6 bàn và 5 kiến tạo trong 28 trận đấu liên tục xuất hiện trên bảng điện tử dạo gần đây như thế thì không cần phải bàn nhiều làm gì. Tại sao chúng ta nói nhiều hơn về hai cá nhân này? Bởi vì họ đắt giá nhất và đang là hiện tại tương lai của Tam Sư. Chắc chắn tuyến giữa của Gareth Southgate trong chiến dịch lần này sẽ là mạnh nhất giải đấu về mặt lý thuyết.
Cả hai cá nhân khủng khiếp kia thì đều đã và đang thể hiện được mình trong lòng tập thể mới, dù cũng chỉ mới chuyển đến và làm quen từ đầu mùa. Có thêm 3 cái tên nữa trên hàng tiền vệ, bao gồm Conor Gallagher, Jordan Henderson, James Maddison. Không có Calvin Phillips, lý do là vì phong độ kết tủa của anh kể từ khi chuyển đến West Ham theo dạng cho mượn. Trent Alexander-Arnold cũng chấn thương, nên cửa nam không thể gọi anh lên để đá trụ được. Thế thì sao không gọi Kobbie Mainoo, cầu thủ trụ cột trong vai trò số 6 của Man United giai đoạn này? Một cầu thủ mới có 18 tuổi, có hơn 1.400 phút thi đấu mùa này, là gương mặt còn thiếu nếu như Southgate muốn tạo nên một khối 4-2-3-1 bóng 7. Nhưng ông cùng với bộ sậu lại tiếp tục chắc cú. Những lựa chọn trong dàn tiền vệ 3 người trong khối đội hình 4-2-3-1 khả năng sẽ là Declan Rice đá thấp nhất cùng với Jordan Henderson. Còn đá số 10 thì sẽ là Jude Bellingham hoặc là James Maddison. Conor Gallagher thì cũng sẽ có phút thi đấu bởi vì đá trụ hay là đá số 10 thì anh cũng chơi được tận. Quan trọng là tác động như thế nào thôi. Chuyển sang hàng tiền đạo với dân số đông đảo nhất trong màn triệu tập của thầy cửa nam, có đến 9 cái tên xuất hiện. Hãy bắt đầu với những gương mặt xứng đáng trước. Phil Foden, Harry Kane, Cole Palmer, Bukayo Saka, Ollie Watkins, Jared Bowen, Anthony Gordon. Đó là 7 cái tên chắc chắn sẽ có thời gian thi đấu trong chiến dịch lần này. Tất cả đều sở hữu phong độ rất cao trong màu áo của câu lạc bộ. Watkins thì dù không thể cạnh tranh xuất ra sân chính thức từ đội trưởng Harry Kane, nhưng anh vẫn là một phương án dự phòng hữu hiệu với những đóng góp rõ rệt tại Aston Villa, đội bóng đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League mùa này. Chẳng có gì khó hiểu với quyết định này hết. Saka thì quá hay tại Arsenal, Cole Palmer thì gánh đội mệt mỏi tại Chelsea, Phil Foden thì đang có một mùa giải khủng khiếp nhất kể từ khi trở thành gương mặt quen thuộc của làng bóng đá. Jared Bowen thì có mùa giải hồi xuân với 14 bàn và 3 kiến tạo sau 27 trận đấu tại Premier League. Anh cũng có thể chơi ở cả vị trí của Saka và Harry Kane, thế nên giá trị thì cũng là rõ ràng. Anthony Gordon thì xứng đáng với việc được triệu tập lên đội tuyển từ giai đoạn cuối năm ngoái rồi, thay vì Marcus Rashford hay là Raheem Sterling. Còn trường hợp của Rashford và Ivan Tony thì đúng là gọi cho đủ người. Một gương mặt nổi trội với khả năng shipper của mình trên hàng công trong màu áo của quỷ đỏ. Cái tên còn lại thì chỉ mới mãn hạn bị treo giò, cùng có những đóng góp nhưng không đủ lớn để được triệu tập lên đội tuyển. Rashford về cơ bản vẫn không có phong độ tốt, bất kể anh có đánh mất chính mình như thế nào trong những siêu phẩm có được dạo gần đây. Ivan Tony thì ở vị trí của tiền đạo cắm bây giờ đã quá chật trội với Harry Kane, Watkins và có thể là cả Jared Bowen. Trừ khi thầy cửa nam làm cách nào đó đá 4 tiền đạo, may ra hai gương mặt này mới có thể được trao thời gian ra sân xứng đáng công sức lên tuyển. Nhìn chung, ớn lạnh của Southgate không khi nào khiến cho người hâm mộ phải chấm dứt những câu hỏi. Biết sao được, bởi vì nước Anh có quá nhiều nhân tài, là nơi có giải đấu cấp câu lạc bộ hấp dẫn nhất thế giới. Mức độ khắc nghiệt, trình độ chuyên môn và sự đa dạng về chiến thuật, tất cả tạo nên một nguồn cầu thủ chất lượng có thể kiếm ở hàng loạt những đội bóng quốc nội. Ông không thể làm hài lòng được tất cả những người hâm mộ khó tính, nhưng chí ít thì cơn khát vị thế, danh hiệu biết bao lâu nay, nó vẫn sẽ là cơ sở cho niềm tin. Ớn lạnh, lúc nào cũng sẽ nằm trong top 3 những đội bóng có lực lượng mạnh nhất tại Euro, và họ thì vẫn có nguyên cơ hội để tiến đến một nấc thang mới trong chiến dịch sau đây chỉ vài tháng, trên miền đất của bia tươi và xúc xích với những lựa chọn này.